Tôi là Thôi. Hôm nay tôi biểu tình ở Đại sứ quán Việt Nam để mà có được một độc lập dân chủ tâm sự cho đất nước chúng tôi, chứ không phải là một nền dân chủ giả tạo. Quyền làm chủ của con người và nhân dân phải được phát huy và tôn trọng. Đó là lý do tại sao chúng tôi ở Đại Tây. Chúng tôi đấu tranh cho dân chủ, cho sự tự do và quyền độc lập cho đất nước Việt Nam. Thank you. Yeah.